cho nó đa lăn trên sân bóng Bùi Tiến Dũng. Đây đã là phút thứ 8 của trận đấu bán kết. Văn Viên, quả sống, một cú đẩy vượt tay, không được. Và đến thời điểm này, đội NGỌC LẦC mới chỉ có một quả bóng nguy hiểm duy nhất với pha dứt điểm hụt. Tung vào, ta thấy được. NGỌC LẦC là những người đã chơi kém tích cực hơn, nhưng cuối cùng họ lại có được bàn thắng mở tỷ số một cách đầy bất ngờ. Có một phần nào đến từ sai lầm của thủ môn. Tới, cho vào. Thủ tướng và Đức Lợi đang là những người chờ đợi. Bằng tỷ số hay sau khi hiệp một khép lại, đó cũng sẽ là cơ hội dành cho những người hâm mộ của các đội đỏ. Như vậy là đúng lúc này thì và quan trọng chúng ta đổ vào kết lại hiệp một của trận đấu bán kết giữa các hai đội bóng hai mặt lặng và đội bóng thủ môn thành lập của thủ môn đội phía các đội bóng kia. Ở trong trận đấu thứ hai này thì các đội bóng kia sẽ là những người bảo vệ chính thành bên phía tay phải của các bạn hay không, và đội bóng là của nhà vật lặng Văn Thiên. Một cầu thủ Văn Thiên đã không thể hiện được nhiều. Như vậy là Văn Thiên đã được giá gần. Tỷ số đã được quay trở về đâu. Văn Thiên, Văn Thiên, đánh nhau, đánh đuổi tài năng. Văn Thiên, giành quả bóng một lần. Văn Thiên, rất kỹ thuật. Một pha bóng đã tạo được cảm hứng tại trung tâm của đội bóng. Đó là rất mạnh mẽ ở rằng thời gian đầu hiệp hai, nhưng bất ngờ lại gần như là chưa được đón dứt điểm. Tới, không vào. Thời trận chung kết lúc này đang ở rất gần với anh em NGỌC LẦC. Dứt điểm vào rồi. Tới đó, không vào. Liên tiếp là các bạn dứt điểm. Tiếp luôn.
một pha bóng và bên chuyền đã thực sự khó khăn khi quay ngược lại với thủ thành của đối phương. Và đúng lúc này thì trọng tài Quang Thiện đã đổ hồ tròn khép lại trận đấu bán kết được. Đội bóng đầu tiên sẽ góp mặt ở trận đấu chung kết đó là anh em NGỌC LẦC. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số